Kính bạch sư, làm thế nào để bớt áp lực trong việc tu tập? Để bớt áp lực á, thì đầu tiên là chúng ta phải xem coi cái hướng đi của mình như thế nào, cái mục đích của mình và cái sự trù hoạch cho cái con đường tu tập của mình. Có đôi khi chúng ta đặt yêu cầu quá cao và quá nhiều mà bản thân mình không có khả năng mình đạt được tới đó, thì như vậy mình sẽ bị căng thẳng. Bản thân sư có đôi khi công việc nó cũng quá nhiều, nó nhiều đến cái mức độ là sư nghĩ là có thể là mình sẽ bị điên hoặc là mình sẽ bị đứt mạch máu não, tại vì nó căng thẳng ghê lắm. Nhưng mà khi đó đó thì sư biết là mình cần phải điều tiết lại, cho nên có một cái khoảng thời gian mà sư nghĩ sư ngưng hết, không có dạy không có gì hết, sư ngưng. Khi mà sư ngưng như vậy á, để mà mình điều tiết lại cái công việc đó là như vậy. Mình phải xem lại coi là mình có bị áp lực quá nhiều hay không, nếu mà có thì mình phải điều tiết lại để cho nó giảm bớt. Chứ còn thí dụ như khả năng của mình mà một ngày một tuần mình chỉ soạn được có chừng 5 bài, thì ví dụ như vậy một tuần mình soạn được chừng 5 bài mà mình cố mình đẩy lên làm 7 bài thì tự nhiên là mình sẽ bị áp lực, thành ra phải coi lại. Rồi một cái vấn đề nữa đó là chúng ta phải tập quân bình các căn. Ví dụ như là tính tấn niệm định tuệ, chúng ta thấy cái căn nào mà nó không có quân bình á thì nó chọi quá thì mình phải tìm cách mình giảm nhiệt nó xuống. Ví dụ như cái đức tin quá mạnh thì nó sẽ làm trí tuệ suy giảm, cho nên có đôi khi mình phải nâng trí tuệ lên và mình giảm cái đức tin mình xuống. Còn khi mà trí tuệ nó quá cao thì nó sẽ làm cho đức tin suy giảm, cho nên mình phải làm cho hai thằng này nó quân bình. Rồi có đôi khi á mình tinh tấn quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái định nó bị suy giảm. Ví dụ như khi mà chúng ta làm quá nhiều việc, nhất là ở chùa, công việc thì không có nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta cứ tham công tiếc việc á, làm hết cái nọ tới cái kia, mình làm riết mình làm riết mình làm riết, thì khi đó mình sẽ không có thời gian gì để mình tu tập và mình sẽ bị đi đến cái tình trạng là mình bất mãn hoặc là mình bị xung động, mình không hành thiền gì được hết. Thành ra mình phải coi lại cái công việc của mình ấy, nó không nên quá nhiều. Mà một trong những cái mà Đức Phật nói đó là không có nên tham công tiếc việc, không nên làm việc quá nhiều, chỉ lo mỗi cái chuyện làm việc không thôi thì không có đúng. Nên cân bằng giữa cái việc việc làm và việc tu. Đấy. Rồi chúng ta cũng nên biết tự cân bằng. Thế nào là phải biết tự cân bằng? Có những chú giới tử á, khi mà vào chùa nói những chú cũng không đúng, có một vài chú thôi. Ở chùa chú than là làm việc nhiều quá, chú không có thời gian chú học kinh. Chú nói vấn đề là ở chú. Hồi xưa sư cũng vậy thôi. Học á, học như thế nào? Ví dụ như đang học kinh tụng thì mình có thể mình bỏ một cái mảnh giấy vào trong túi hoặc mình viết ở trên tay cái câu kinh đó. Mình vừa quét sân mà mình vừa tụng, mình vừa quét sân mình vừa tụng. Thì cái việc quét sân nó bản thân nó trở thành cái việc tu rồi. Nó không phải là lao động nữa, nó trở thành việc tu rồi. Rồi mình vừa tưới cây, mình vừa tụng kinh, mình vừa tưới cây, mình vừa học kinh, mình vừa tưới cây, mình vừa tụng. À. Thì khi đó đó chúng ta sẽ không có bị cái tình trạng là chúng ta làm quá nhiều, chúng ta không có thời gian học. Đó. Rồi cái việc nữa là mình coi coi là mình có bị phân tâm hay không. Tôi thấy nhiều người đó cầm điện thoại suốt thôi, mà tới hồi bảo là họ không có thời gian, họ không có thời gian học, họ không có thời gian tu mà họ có thời gian họ cầm điện thoại thì đó là có vấn đề. Tôi gặp một vài người như vậy rồi. Đấy. Thành ra là chúng ta phải xem lại coi chúng ta có bị phân tâm hay không ha. Đó. Rồi chúng ta cần phải biết giải trí. Nhưng mà cái sự giải trí ở đây đó, nhiều người lạ mà kêu giải trí bằng cách là mở tivi lên coi, mở mạng lên coi, sư nói sai lầm.
Một người tu nó khác với người đời. Người đời họ giải trí bằng cách họ mở tivi, họ mở nhạc, họ mở này mở kia ra coi. Nhưng mà người tu họ giải trí bằng cách khác. Đối với sư ha, sư giải trí bằng cái gì? Sư mở những cái bài giảng lên sư nghe, những cái bài pháp thoại, những bài giảng. Có những khi á, sư mở mà sư mở từ sáng tới chiều một bài giảng, có khi là sư mở quay đi quay lại là nghe tới nghe lui 5 lần 7 lần 10 lần. Thì như vậy đó mình được cái sự cân bằng, và mình cũng được giải trí, nhưng mà cái cách giải trí của mình là cách giải trí rất là Phật pháp, chứ chúng ta không có giải trí theo cái kiểu là mình mở tivi mở này mở nọ lên coi. Thì cách giải trí đó mình chỉ có đi đến cái sự diệt vong thôi. Thì sư chia sẻ một vài cái kinh nghiệm để quý vị xem lại ha, sắp xếp lại công việc, sắp xếp lại công việc coi coi là mình có nhận quá nhiều cái nhiệm vụ hay không. Bớt được thì nên bớt đi ha, rồi mình phải biết cân bằng đó, cân bằng các cái căn tính tấn niệm định tuệ. Rồi mình phải biết giải trí, biết thoải mái, mà thoải mái là thoải mái trong phạm vi của pháp.